Tình dục là bộ môn thuộc, chi phối và bao trùm ngũ dục. Nhất là khi đã nhận thức rằng trong mọi bộ môn thuộc khoa học nhân văn, nó luôn hiện diện, ẩn hiện lung linh. Càng làm chúng ta thêm khoan dung, tăng thêm hiểu biết. Mà biết thêm rằng, cùng tột của tính dục lại là nghệ thuật kiềm chế, thì đó là sự hành dâm cao thượng hơn hết thảy. Các cảm quan đủ vẻ do ngũ dục đem lại, nếu hiểu là đáng buồn giàu, thì là buồn giàu thanh bai. Nếu hiểu, cuốn này chỉ cốt viết ra để khuyến khích sự đắm đuối dục lạc, thì đấy là loại dục lạc thô trọng. Tính dục được loài người nghiên cứu, viết ra, đã từng lưu hành ở khắp nơi, qua mọi thời đại như Kama Sutra, Ấn Độ, Nhục Bồ Đoàn, Đạo Ma Mật Truyền, Ngọc Phòng Bí Kiếp, Trung Hoa, thì độc giả sẽ không coi bản dịch này chỉ chứa hậu ý khuyến dâm. Bản chất của tính dục thì chỉ có một. Cảm quan tính dục thì khác nhau, tùy cách tùy người, tùy thời. Nếu ăn ngon chả là điều nhân loại luôn tán thưởng. Phải chăng nghệ thuật nấu nướng đã chẳng luôn luôn được đề cao? Tình dục cũng có điểm chung như thế. Xưa Tố Nữ Bí Truyền được coi là pho sách phải cấm, dành riêng cho tầng lớp thượng lưu, trường giả phong kiến của Trung Hoa. Nay chúng tôi cố thực hiện qua Việt ngữ với thiện ý và cẩn trọng. Cách thế tương quang giữa nhân loại ngày nay ngày càng mật thiết hơn. Đúng, sai, xấu, tốt. Không hoàn toàn bị ai độc quyền giải thích, tách bạch giản dị như xưa. Những tàng ẩn, bí truyền cấm kỵ phải tránh né của một người ngày càng được bạch hóa. Tính dục lâu nay đã là một đề tài nghiêm cẩn, đúng đắn. Đến với bất cứ ai muốn tìm hiểu, suy ngẫm. Nhiều người khắt khe cho rằng Tố Nữ Kinh là tập sách trăng hoa dâm dần, hướng dẫn con người đi đến hành động bất chính. Thật là một điều lầm lẫn đáng tiếc. Họ có biết đâu rằng chính vì sự thiếu hiểu biết về nghệ thuật ái ân mà bao nhiêu gia đình phải tan vỡ. Nữ kinh không phải là một kho kinh vướng là ông lời, mà chính là một hướng đi, một lẽ sống, và kim chỉ nam là bị lương y lỗi lạc, một nhà cố vấn tuyệt vời đời sống đưa đôi đến